chơi hoàng mình đang ở. Nhớ Cam Bình nằm trong khu du lịch sinh thái Hòn Nhạn nha các bạn. Theo chân mình, các bạn theo chân mình đi xem các chú đà điểu và các chú hà mã nha. Wow. Hello Archie. Riết nhiều cái thấy mệt ghê vậy, bởi vậy nhiều lúc bất mãn cũng nói luôn thiệt tình đó. Ra sẽ sang sang phần hà mã nha các bạn. Ừ. Chắc chứ. À không chơi khác. Một đôi tê giác luôn đấy. Lần đầu tiên mình thấy con tê giác, tê giác kiểu tê giác bạch tạng các bạn ạ. Hai con tê giác bạch tạng các bạn ạ. Không phải bạch tạng đâu. Siêu to khổng lồ luôn. Nó lồi bùn. Úi khó. Ừ. Giang này ở trong phim mới có nhá. Nào các bạn ơi, các bạn ơi, mình sẽ nhảy tay nghe cho tê giác xem nhá. Tay nghe. Hãy hút ta đi. Hai con đẹp này. Động vật quý hiếm. Nó thò ra nó chào mình các bạn ạ. Chào. Yêu nè, yêu nè. Thân thiện lắm. Đó quá các bạn ạ. Rồi ta đi xem cái kiêu ngắn. Nào bắt đầu lại. Các bạn ơi, đây là toàn cảnh khu nhớ camping. Ở đây chúng ta buổi tối có thể nghỉ dưỡng ở trên này nha mọi người nhá. Mình không biết là có điều hòa hay không, nhưng mà hiện tại mình thấy nó rất là nóng. Chắc là có điều hòa nhỉ. Mà ngồi chơi điện thoại các bạn ạ. Tiếp. Wow. Đi chơi mà ngủ các bạn ạ. Rất là nhiều kiểu người đi chơi mà ngủ.